vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay, ngày 2 tháng 12, ngày thi đấu cuối cùng vòng bảng, thông tin trước trận đấu. Hôm nay, thứ 6 ngày 2 tháng 12, giải đấu FIFA World Cup 2022 chính thức bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại vòng loại để chọn ra những cái tên cuối cùng bước vào vòng 16 đội đá loại trực tiếp. Trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12 và rạng sáng mai, mùng 3 tháng 12, sẽ là cuộc tranh tài của 4 cặp đấu thuộc bảng G và bảng H. Ghana, Uruguay, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Serbia với Thụy Sĩ, Cameroon, Brazil. Trận đấu giữa Ghana và Uruguay tại vòng bảng World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 2 tháng 12 được VTV5 tường thuật trực tiếp. Đây sẽ là lần thứ hai mà hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ lần đầu tiên ở vòng tứ kết tại Nam Phi năm 2010. Khi đó thì Uruguay đã thắng Ghana trên chấm 11m sau khi hòa một đều. Lúc này, phong độ của Ghana tốt hơn so với đối thủ xét theo 5 trận đấu gần nhất. Họ đang thắng 3 và thua 2 trận. Trong khi đó, Uruguay thắng 2, hòa 1 và cũng thua 2 trận. Cùng diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 12 là trận đấu giữa Hàn Quốc với Bồ Đào Nha. Trên lý thuyết, Hàn Quốc nếu thắng Bồ Đào Nha 2 bàn trở lên và trong trận đấu cùng giờ Ghana và Uruguay chia điểm, đội bóng châu Á sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng trên thực tế, đó là khả năng khó xảy ra bởi ở phía bên kia, Bồ Đào Nha với thành tích toàn thắng ở cả hai lượt trận đã sớm giành vé vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm tới kết quả của lượt trận cuối cùng. Trận đấu này được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 12 sẽ diễn ra trận đấu giữa Serbia với Thụy Sĩ tại lượt 3 bảng G World Cup 2022. Với việc Brazil sớm giành vé vào vòng 1/8, trận đấu giữa Serbia và Thụy Sĩ đã thực sự trở thành trận chung kết của bảng đấu này khi quyết định chủ nhân tấm vé đi tiếp thứ hai. Trận đấu này được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2. Cũng vào 2 giờ ngày 3 tháng 12, VTV3 và VTV Cần Thơ sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Cameroon với Brazil. Brazil đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2022. Chỉ phải đá với Cameroon không thắng 9 trận gần đây ở World Cup, khả năng cao là đội bóng áo vàng xanh sẽ kiếm chọn 3 điểm. Tiếp theo mời quý vị đến với phần nhận định, thông tin trước trận đấu và phần dự đoán tỷ số cho 4 cặp đấu trong ngày. Nhận định và dự đoán tỷ số kết quả Uruguay với Ghana 22 giờ ngày 2 tháng 12. Ở lượt trận cuối cùng của bảng H sẽ là màn đối đầu giữa Uruguay và Ghana. Trong quá khứ, hai đội đã từng gặp nhau một lần tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Trận tứ kết năm đó, những ngôi sao đen đã thất bại sau loạt đá luân lưu trên chấm 11m. Trong thế buộc phải thắng, liệu thầy trò huấn luyện viên Otto Addo có đòi được cả vốn lẫn lãi trước Uruguay? Để chắc chắn giành quyền đi tiếp, không cần quan tâm đến kết quả của trận Bồ Đào Nha-Hàn Quốc, Ghana cần giành chiến thắng. Nếu làm được điều đó, Ghana sẽ trả được món nợ đầy nước mắt cách đây 12 năm trước Uruguay. Trong trận tứ kết World Cup 2010 giữa Ghana và Uruguay, sau khi hòa một đều trong 90 phút, lẽ ra Ghana đã có bàn thắng ở phút 120+1 trong hiệp phụ. Từ cú đánh đầu của Adidia ở tình huống thủ môn Moslera của Uruguay đã rời xa khung thành. Thế nhưng bất chấp tất cả, tiền đạo Luis Suarez đã cố tình trở thành thủ môn bằng cách dùng cả hai tay để ngăn bóng bay vào lưới. Tất nhiên là thẻ đỏ dành cho Suarez và penalty dành cho Ghana. Thế nhưng rất tiếc, trên chấm 11m, tiền đạo Asamoah Gyan đã không thực hiện thành công. Sau đó, trong loạt đá luân lưu 11m, Ghana đã cay đắng nhìn Uruguay giật vé vào bán kết do đá hỏng tới 2 lần, thua 2-4. Về phía Suarez, dù là một tiền đạo rất tài năng với những thành công trong màu áo của Liverpool, Barcelona và đội tuyển Uruguay, thế nhưng anh cũng lắm tai tiếng vì đã nhiều lần chơi xấu, điển hình là chiêu cẩu sực. Tại World Cup 2014, trong trận gặp Italia ở vòng bảng, Suarez đã cắn vào vai của trung vệ Chiellini của đội bóng áo thiên thanh. Suarez đã may mắn không bị đuổi sau tình huống đó vì trọng tài không nhìn thấy, thế nhưng FIFA sau trận đã đưa ra án phạt rất nặng. Cụ thể, FIFA đã cấm Suarez thi đấu 4 tháng được áp dụng trên toàn thế giới và 9 trận trong màu áo đội tuyển Uruguay, đồng thời phải nộp phạt 110.000 USD. Nhưng đó không phải là lần đầu Suarez dùng môn võ cẩu sực với đối thủ.
từ hồi còn thi đấu cho Ajax Amsterdam của Hà Lan. Tiền đạo người Uruguay cũng cắn vào vai của Osman Bastan, khiến anh bị treo giò 7 trận. Còn khi chuyển sang Anh thi đấu cho Liverpool ở trận gặp Chelsea vào năm 2013, trong một tình huống tranh chấp, Suarez đã cắn vào tay của Branislav Ivanovic. Lần này, Suarez đã bị Liên đoàn bóng đá Anh cho nghỉ 10 trận. Dự đoán kết quả trận Uruguay với Ghana 2 đều. Nhận định, dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha với Hàn Quốc 22 giờ ngày 2 tháng 12. Hàn Quốc sẽ có trận đối đầu với Bồ Đào Nha trong loạt trận cuối bảng H World Cup 2022. Với thành tích toàn thắng ở cả hai lượt trận, Bồ Đào Nha đã sớm giành vé vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm tới kết quả của lượt trận này. Bên kia chiến tuyến, nếu thắng Bồ Đào Nha 2 bàn và trận đấu cùng giờ Ghana gặp Uruguay có tỷ số hòa, Hàn Quốc sẽ giành quyền đi tiếp. 20 năm kể từ lần đầu tiên gặp nhau tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc đã sẵn sàng cho cuộc tái đấu tại lượt trận cuối bảng H World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Bồ Đào Nha đã chính thức vượt qua vòng bảng sau các chiến thắng trước Ghana và Uruguay. Chỉ cần một trận hòa trước Hàn Quốc, Ronaldo và các đồng đội sẽ chắc chắn đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng. Huấn luyện viên trưởng Fernando Santos có thể quyết định xoay tua đội hình và thử nghiệm một số vị trí. Senegal châu Âu đang hướng đến lần thứ 3 trong lịch sử thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup. Họ cũng đã làm được như vậy vào năm 1966 và năm 2006. Ronaldo vẫn là cái tên thu hút mọi sự chú ý ở trận đấu này. Chân sút 37 tuổi hiện chỉ còn kém huyền thoại Eusebio đúng một bàn để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup. Vậy nên, việc gặp đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều như Hàn Quốc sẽ là cơ hội để Ronaldo nâng cao thành tích ghi bàn của mình. Bruno Fernandes cũng là cái tên gây chú ý trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ của Man United đã tham gia vào 4 trong số 5 bàn thắng của Senegal châu Âu, 2 bàn, 2 kiến tạo và là cầu thủ thứ 2 trong thế kỷ 21 ghi nhiều bàn và kiến tạo trong 2 trận vòng bảng đầu tiên của một đội sau Karim Benzema cho Pháp năm 2014. Ở bên kia chiến tuyến, cuộc đối đầu sắp tới sẽ là tất cả hoặc không là gì với Hàn Quốc khi chỉ cần một chiến thắng là đủ, đồng thời cần Uruguay đánh bại Ghana trong trận đấu cùng giờ. Đoàn quân của Paulo Bento đã thua 5 trong 7 trận đấu gần nhất tại World Cup, thắng 1, hòa 1. Bàn thắng đầu tiên sẽ đặc biệt quan trọng vì Bồ Đào Nha vẫn chưa thua trận nào tại World Cup khi họ đã ghi bàn trước, hòa 18, thắng 15, hòa 3. Huấn luyện viên Bento của Hàn Quốc sẽ không có mặt trong trận đấu này sau khi nhận thẻ đỏ ở trận thua 3-2 trước Ghana. Chiến lược gia 53 tuổi đã phản ứng dữ dội với quyết định thổi còi hết giờ của trọng tài Anthony Taylor sau khi đội của ông được hưởng quả phạt góc. Điều chớ trêu là Bento đã thi đấu cho Bồ Đào Nha trong trận thua Hàn Quốc năm 2002. Trên thực tế, đó chính là trận đấu cuối cùng của ông cho đội tuyển quốc gia trước khi làm huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha từ năm 2010 đến năm 2014. Dự đoán tỷ số Hàn Quốc với Bồ Đào Nha 2-3. Dự đoán tỷ số kết quả Serbia với Thụy Sĩ 2 giờ ngày 3 tháng 12. Với việc Brazil sớm giành vé vào vòng 1/8, trận đấu giữa Serbia và Thụy Sĩ đã thực sự trở thành trận chung kết của bảng G khi quyết định chủ nhân tấm vé đi tiếp thứ hai. Sau 2 trận đã đấu, với 3 điểm trong tay nhờ trận thắng Cameroon cùng hiệu số bàn thắng bại là 0, Thụy Sĩ đang nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng. Nếu giành chiến thắng trước Serbia, đội bóng xứ sở đồng hồ sẽ giành tấm vé thứ hai của bảng G. Trong trường hợp chỉ có được trận hòa trước đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Jakin chỉ phải về nước nếu như Cameroon thắng Brazil với cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Đó là điều rất khó xảy ra bởi dù sao, Brazil cũng chính là ứng cử viên vô địch World Cup năm nay. Và tất nhiên, nếu Thụy Sĩ để thua Serbia, họ sẽ bị chính đối thủ vượt qua để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, đội bóng của huấn luyện viên Stojkovic đã đánh rơi chiến thắng trước Cameroon một cách đáng tiếc dù đã có thời điểm dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1, nhưng cuối cùng lại bị chia điểm với tỷ số 3 đều. Chỉ có một điểm ở trận này đã khiến Serbia rơi xuống cuối bảng G với một điểm và hiệu số bàn thắng bại là -3. Serbia buộc phải giành chiến thắng trước Thụy Sĩ và hy vọng Cameroon không thắng Brazil để lách qua khe cửa hẹp. Vì vậy, đây là trận đấu không khoan nhượng với cả hai bên nếu muốn theo chân Brazil có mặt ở vòng sau. Dự đoán kết quả của trận đấu Serbia với Thụy Sĩ 1 đều. Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá Cameroon với Brazil 2 giờ ngày 3 tháng 12.
Kết thúc lượt trận thứ hai, bảng G đã sớm tìm ra chủ nhân đầu tiên của tấm vé đi tiếp, đó chính là Brazil. Không có gì là bất ngờ với kết quả này, bởi Seleção tỏ ra vượt trội so với những đối thủ còn lại và điều quan trọng hơn, Brazil vẫn thể hiện được đẳng cấp của ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch World Cup 2022. Sau khi đánh bại Serbia 2-0 ở trận mở màn bảng G, đến lượt trận thứ hai, dù phải chạm trán với một Thụy Sĩ chơi đầy kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, nhưng đội bóng xứ Samba đã có được chiến thắng tối thiểu từ pha làm bàn đầy chất nghệ sĩ của tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Manchester United là Casemiro. Với việc sở hữu trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt đấu, Brazil ung dung ở ngôi đầu bảng G và trận đấu cuối với Cameroon chỉ còn mang tính thủ tục. Dù vậy, huấn luyện viên Tite chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò chơi thận trọng nhằm bảo toàn ngôi đầu, tạo lợi thế khi bước vào vòng 1/8. Trong khi đó, Cameroon vừa trải qua trận cầu đầy cảm xúc trước Serbia. Đó là một trong những trận đấu kịch tính nhất kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh. Cameroon đã mở tỷ số trước, nhưng rồi liên tiếp thủng lưới và bị dẫn đến 3-1. Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, những con sư tử bất khuất đã trỗi dậy, ghi liên tiếp 2 bàn thắng để có được trận hòa 3 đều. Qua đó, nhóm lên hy vọng giành tấm vé còn lại của bảng đấu này. Dù vậy, đây là hy vọng rất mong manh cho đội bóng châu Phi bởi điều kiện cần với thầy trò huấn luyện viên Rigobert Song là buộc phải thắng Brazil và Thụy Sĩ phải thua tối thiểu trước Serbia ở lượt trận cùng giờ. Dự đoán kết quả trận Cameroon với Brazil 0-2.